Dạ, em chào anh chị Mến Yêu, cô chú Mến Thương. Dạ, buổi chiều hôm nay trở lại với đại đô thị sinh thái 5 sao. Hiện tại thì em đang ở ngoài bờ hồ Cánh Sen. Ở đây thì mình mới cơn mưa xong anh chị, mưa gió rồi. Giờ nên không khí ngoài này nó mát lắm. Đây là cây cảnh quan buổi chiều. Dạ, hôm nay thì em đi vòng vòng rồi quay phim rồi cho anh chị với cô chú nhà mình coi chơi. Đây là chiếc xe đạp nè anh chị, chiếc xe đạp của em mới hai vỏ. Mới hai vỏ để đi vòng vòng tả cảnh rồi chơi. Ở đây mình có cửa hàng đồ gỗ nè anh chị. Đó, bên đây thì đang nhập hàng về. Ở đây thì mình có chiếc xe điện yêu thương tháng 8 rồi anh chị. Chiếc xe điện của dự án Phaeta đang đi phát bánh trung thu cho bà con cô bác cư dân ở dự án. Hiện tại ở đây như còn mấy phần nữa em cũng có rồi, đem đi theo vòng vòng chơi luôn anh chị. Bà con cô bác cư dân ở đây thì mình được mỗi người một nhà một hộp bánh. Anh Linh phát xong hết chưa anh? À, tới nhà anh Danh kìa. Có bánh trung thu chưa? Chắc chưa, nhà anh Danh là bán đồ. Vô lỡ vô coi luôn anh chị. Anh Danh bán đồ à. Không chính, không. Anh chị với cô chú có mua giấy tiền vàng bạc đồ mình ghé nhà anh Danh nha. Bán nhang đồ này đỏ đông đông lắm anh chị. Này trung thu. Nói chung trong dự án mình đây bà con cô bác mình cũng bắt đầu kinh doanh từ từ rồi. Bên em là 07 hả Đăng? 07 hơn rồi không? 07 quá. Để cái số của mình có số nước này. Ờ đúng rồi, 07. Rồi. Dạ thôi. Rồi để em đi vòng vòng anh chị. Để em đi vòng vòng chơi ha. Để cho mấy anh chị phát rồi. Phát bánh. Đây là đường đi chính Mỹ Tân nha anh chị. Mình đi chút xíu nữa là mình ra cái phòng khám nè. Buổi chiều lại là cô chú đạp đi qua những hàng cây, giờ là tới đường D7 Xuân Trường rồi. Đoạn ở trong trọng là phòng khám anh chị, phòng khám quốc tế Sài Gòn 5 sao lên đến 9 lần luôn. Trời ghê trời. Buổi chiều rồi, bên đây là mình đi qua shop house. Buổi chiều đi đây
Buổi chiều đi xe điện đã anh chị. Xe điện, còn em là đi em đi xe đạp.